Kính thưa quý vị, Tổng thống phi luật tân ông Benigno Aquino đã mạnh dạn chống lại giáo hội Công giáo đầy quyền thế của đất nước mình trong một nỗ lực nhằm để bảo đảm cho người dân nhận được thuốc ngừa thai miễn phí và giúp cho các cặp vợ chồng giới hạn kích thước của gia đình họ. Quốc gia với phần đông dân số theo Công giáo là một trong những quốc gia có dân số gia tăng nhanh nhất Đông Nam Á, nhưng 1/4 của 95 triệu người dân trong nước đang bị mắc kẹt dưới mức nghèo khổ. Trước đây, người dân ở Manila đã từng có thể mua thuốc ngừa thai, nhưng vào năm 2000, thị trưởng thành phố Manila, ông Jose Atienza, là một người Công giáo mộ đạo, đã dẹp bỏ các biện pháp ngừa thai khỏi các bệnh viện công của thành phố. Bà Lisa Cabillaan và người chồng có đến 14 người con. Với thu nhập hàng tháng của hai người, họ chỉ có đủ khả năng cho 5 đứa con đi đến trường. Bà Cabillaan cho biết bà không có đủ tiền để uống thuốc ngừa thai đều đặn và đã có vài lần bà đã phá thai bất hợp pháp. Ngay cả khi các biện pháp ngừa thai được cho phép, phần lớn người dân phi luật tân không có khả năng để mua thuốc ngừa thai. Tuy nhiên, sau hơn một thập niên tranh cãi, một dự luật kế hoạch hóa gia đình cuối cùng đã tới được Quốc hội phi luật tân và dự luật này có thể làm thay đổi phi luật tân. Nếu được thông qua bởi cả hai viện, dự luật sức khỏe sinh sản sẽ cung cấp các biện pháp tránh thai miễn phí và khuyến khích việc sử dụng thuốc ngừa thai. Thượng nghị sĩ Pia Cayetano, một trong những tác giả của dự luật, nói rằng đạo luật về kế hoạch hóa gia đình có thể giúp làm giảm dân số, cung cấp một lực lượng lao động có trình độ cao hơn khi tất cả các trẻ em được chăm sóc sức khỏe và được cho đến trường. Bằng chứng có thể được nhìn thấy ở các bệnh viện công đầy ắp bệnh nhân, nơi mà hai bà mẹ thường phải nằm chung một giường. Tuy nhiên, hơn 80% người phi luật tân là người Công giáo sùng đạo và giáo hội Công giáo La Mã đầy ảnh hưởng luôn quyết liệt phản đối dự luật này, cáo buộc những người ủng hộ khuyến khích phá thai và đây là một hành vi bất hợp pháp. Đức cha Melvin Castro, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Công giáo phi luật tân, Quỹ bàn Giám mục về gia đình và cuộc sống, cho rằng người dân nghèo không phải vì họ không có thuốc ngừa thai mà là vì họ không có việc làm. Nếu chính phủ lo tạo việc làm cho họ, thì đây là một biện pháp tạo khoảng cách sinh sản có hiệu quả nhất. Những lập luận kinh tế cũng rất mạnh, với các nhà kinh tế nói rằng gia đình có ít con hơn sẽ có thể chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục và y tế nếu dự luật này trở thành luật. Bất chấp sự phản đối từ giáo hội và các nhà vận động hành lang mạnh mẽ của Vatican, các cuộc khảo sát quốc gia cho thấy có đến 70% người phi luật tân hỗ trợ dự luật này. Tổng thống Benigno Aquino cũng đã tuyên bố sự hỗ trợ của mình đối với dự luật và kêu gọi các nhà lập pháp thông qua. Dân số phi luật tân đang phát triển với một tốc độ thật nhanh, 1.9% một năm, so với tỷ lệ hàng năm của Trung Quốc là 0.6%, tạo một áp lực rất lớn trên hệ thống y tế, trường học và dịch vụ nghèo nàn của đất nước. Cuộc tranh luận về dự luật theo lịch trình sẽ tiếp tục trong tháng này, trong khi chờ đợi số lượng các em bé sinh ra không có dấu hiệu giảm đi và những phụ nữ như bà Cabillaan tiếp tục sinh những đứa con mà họ không có đủ khả năng để nuôi.